Ok, có lẽ anh em. Hôm nay chúng ta sẽ lại chơi một con game mới. Game có tên là Invisible nè. Thì bối cảnh game này cũng giống như cái tấm hình nền anh em đang xem vậy đó. Nó cũng na ná cái chủ đề đó thôi. Đây, đâu rồi ta? Cái này dev mới gửi tôi con game mới. Nên chắc để từ từ coi. Game Invisible này. Đây, trên tem, tem phép đây. Game này thì dev đã gửi tôi rất lâu rồi. Từ trước tháng 11 nữa cơ. Nhưng mà lúc đó thì có rất là nhiều cái quy định trước khi mà đăng video, nên để đến bây giờ tôi mới bắt đầu chơi. Lúc đó là có rất là nhiều cảnh luôn. Trong đó một số cảnh thì nhà phát hành sẽ là bảo là không được đưa lên trên video, hay là không xuất hiện, hay là không tiết lộ gì đó. Rất nhiều thứ nó rất ràng buộc. Thậm chí mà tôi đọc cái đó là cũng bị spoil rất là nhiều luôn. Nên để tới giờ quên quên đi khá là nhiều rồi đó mới bắt đầu chơi. Game này lên là The Invisible. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bất khả chiến bại á. Game này dựa trên tiểu thuyết của người Ba Lan, của một tác giả Ba Lan tên là Salem. Nói về cái chuyến du hành ngoài không gian của một cái phi hành đoàn đó, rồi gặp bất trắc. Thì anh em mà đọc tiểu thuyết nhiều thì thấy cái bối cảnh nó tương đối quen thuộc rồi. Xem phim đọc tiểu thuyết đúng vậy thôi. Game này được phát hành bởi hãng Studio, nhà phát hành 11bit, phát triển thì bởi là tên quật này. 11bit này có rất nhiều con game mà nổi tiếng luôn. Phát hành rất nhiều game nổi tiếng. Anh em nào nhìn vô đây cái là chắc biết liền chứ gì. Phát phân nè. Chiêu mà tha là Mainline nè. Deep Worm Mine nè. Game chủ đề chiến tranh rất là hay nè. Chiêu mà tha thì anh em chơi mà co-op nữa thì càng vui luôn á. Không biết cái bản này bây giờ nó có mà cải thiện cái tính năng gì thêm không. Chứ đây là con game Google Live rất hay rồi. Mainline này thì có gì quá luôn. Tuy nhiên con game này tôi nhớ là nó support tay cầm rất là tốt. Thành ra phím chuột nó chơi hơi khó điều khiển tí. Anh em chơi thì ưu tiên vô mà tay cầm chơi game này. Phát phần thì cũng đã có chìa khóa luôn rồi. Chìa khóa như là full DLC luôn đó vậy. Game này rất hay nha. Ngoài ra nhà phát hành thì cũng đã công bố cái bản 2 đây luôn rồi. Vẫn chưa biết khi nào ra mắt thôi. Chắc là coming soon 2024. Đây, còn hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới của cái nhà phát hành Studio 11bit này. Nói về cái bối cảnh ngoài không gian. Cái tông màu vàng này rất là nhiều nha. Nên chưa biết nó có phải là trên sao Hỏa không. Rồi bây giờ vô game thôi. Game này thì nó mà rất là nặng về chữ nha. Chữ với text rất là nhiều. Nó dựa trên tiểu thuyết mà. Nên mà tôi sẽ tóm tắt ý rồi chứ dịch liên tục rồi không có dịch nổi. Dùng mấy cái phần mềm này dịch nè. Ví dụ đây. Đó. Dịch cái này thì nói chung là nó cũng tóm ý là chính. Ngoài ra còn điều nữa là gameplay nó sẽ rất là chậm và nó đơn giản luôn, tại vì trên tiểu thuyết mà hầu như có bối cảnh trên sao Hỏa là mình giống sao Hỏa này á, mình gần như là đi bộ rất là nhiều, walking simulator, nhưng mà tiểu thuyết tương tác không có thẻ walking thôi, nhưng mà có cái thẻ mà tiểu thuyết tương tác nè, lựa chọn Joy Master nè, khám phá nè, khoa học không gian là vũ trụ nè, điều gì bí rồi rất là đầy đủ. Nhưng mà cái Joy Master này tôi không biết nó có ảnh hưởng nhiều không, người ngoài hành tinh nữa hả. Ồ, có cái thẻ này vô thì nó lộ hết cái thông tin game rồi. Rồi chúng ta vô game thử thôi. Nó nằm ở đâu ta? Đây. Game này trước rất là nhiều ánh sáng nhấp nháy, hình ảnh và cái hiệu ứng thị giác đó, nên cẩn thận trước khi xem. Cái nhấp nháy màn hình này anh em nhạy cảm với ánh sáng thì hơi khó chịu thì. Nhưng mà tôi nghĩ con game này không có nhiều đâu. Sao bằng mấy con game 2D mà lót mắt được. AMD hả? Cái biểu tượng nó của AMD á. Vì con game này chắc là có FSG. Unreal Engine. Island World. Đây cái đoạn mà có cái hình vuông á là cái pilot, nó có thể là mở ra một cốt truyện mới, hướng đi mới. Còn cái hình kia là auto shape. Anh em nhớ cái hình mà có hai ô vuông nha. Đây tác phẩm The Invisible dựa trên cái tiểu thuyết, dựa trên tiểu thuyết nguyên tác của nhà văn là Salem. Nhấn một nút. Con mít bút qua vô game thôi. Dragonlight là một nhóm cái nhà nghiên cứu
Dragon Light gọi là chuồn chuồn ấy không? Nhóm cái phi hành đoàn chỉ có 6 thành viên thôi. Nhiệm vụ là di chuyển qua cái vùng không thời gian này. Sau khi ghé thăm rất nhiều thế giới và khám phá mà rất nhiều cái hành tinh, thì cái hành trình của họ coi như đã gần như là kết thúc. Tuy nhiên thì trên đường trở về vẫn còn thêm một cái nhiệm vụ đang chờ đợi cái phi hành đoàn đó. Nếu tôi quét cái phần mềm dịch cho nó dễ. Thì tất nhiên là sẽ có rủi ro xảy ra. Cái mà ánh phi hành gia tên là Novit, Novit này tên giống người Nga quá nha, đảm nhận một cái nhiệm vụ là khai khoáng ở cái hành tinh nào đó. Phòng chừng mới vô có án mạng hả? Không, Novit đã lấy được cái tinh thể đó, nhưng mà cái giá phải trả là cái chân bị thương và cơn đau đớn của anh ấy. Coi như là mất một chân rồi. Novit là cái anh, cái ông già già nha, anh em nhớ tên nha. Tại cái phi hành đoàn của chúng ta là chỉ có 6 người thôi. Mình chưa biết mình nhập vai cho ai nữa. Đấy, chưa kịp đọc. Các phi hành đoàn thì nói chung là vẫn là vui vẻ sau cái sự cố đó thôi. Đây. Rồi mọi người bắt đầu vô cái buồng ngủ đông để chứ bắt đầu cái chuyến hành trình trở về. Cái buồng ngủ đông là anh em vô đó ngủ để mà thời gian trôi qua đó, cho nên là trong mấy cái phim phòng diễn tưởng đầu nhiều chắc biết là chứ gì. Cái tiếng tim đập hả? Ai đây? Jetna, mình sẽ nhập vai vào một cái trong những phi hành đoàn tên là Jetna. Đang nằm bất tỉnh ở dưới đây. Margit, có ai không? Nhấn đúp để di chuyển. Ok. Tiếp tục nhấn up. Cái hành tinh này cát bụi nhiều. Đây mình bắt đầu lựa chọn nè. À, dùng dù chữa. Giữ nút cách để lựa chọn dùng dù chữa. Mình sẽ báo cáo sự cố thôi. Nếu như có ai ở đây thì người ta đã lợi à. Cần hỗ trợ. Showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. At first glance, there are no serious injuries. Đây không phải là cơn đau có quá nhiều nguy hiểm đâu. I don't even know how I got here. Where here is. Không biết mình đang ở đâu luôn. Sao mà tự nhiên mình đang trong cái buồng ngủ đông đó nha. Nhưng mà tỉnh dậy ở cái nơi này, cần phải liên lạc với cái phi hành đoàn của mình. Khá đáng tiếc là cái tôn dịch của tôi nó không có chạy được game nè. Cố gắng đọc chữ hiểu thôi. Dân mù chữ như tôi thì anh em thông cảm tí. Tốc độ chuột nó nhanh quá ta. Ủa, sao kéo cái này hình như nó dễ thay đổi độ sáng hay vậy? Anh em đợi tí. Tắt cái ghi sim vệ sinh mới được. Nhấp nháy ngứa con mắt. Rồi, tạm ổn rồi. Chúng ta tương tác với ba lô này. Tiến sĩ có nghe tôi không? Mình sẽ lựa chọn cái trên. Sao không chọn được? Thôi. Căn cứ. Máy thu phát tín hiệu mình đã hư rồi. Cái điều bị hỏng thôi, nó chỉ mất tín hiệu thôi, mình vẫn còn hoạt động được. Bên đây là cái gì? Nobicon. Dưới này là cái bình oxy hả? Mình thì có hai cái bình thôi. Đủ để trong vài giờ là chính. Tôi nghĩ vài giờ đó là hết toàn bộ cái tiến trình con game này luôn. Đây mình có cái mà thực phẩm thôi, đồ ăn thôi, không có nhiều thức ăn cho lắm. Cần phải nhanh lên. Do đây là cái nhiệm vụ cuối cùng á, nên không có mà đem quá nhiều đồ. Cái này giống máy dò quá ta. À, xung quanh không có tín hiệu gì hết. The beacon can't be detected either. Sao mà hình ảnh mà câm vậy nào?
see if the past me hasn't failed the present me. Xem qua cái trang ghi chú của mình. Let's hope she took notes. Hy vọng mình coi mình có ghi chú gì không. Đây là một cái mô tả bản đồ. Gigit 3. My crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. Mình đang nói cái dòng nghiên cứu hả? Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. For some reason, our crew split into two groups. Vì một là dài lý do là cái phi hành đoàn bị chia thành hai nhóm. Nhóm đầu thì đi cắm trại, tạo cái một khu trại gì đó. Chắc là mình đang đến đó thôi. Còn cái nhóm còn lại không biết làm gì. Cả hai nhóm đều hạ cánh ngay cái chỗ này. Đây là bắt đầu chia ra là một nhóm đi cắm trại, còn nhóm bên kia thì làm gì đó trên đây. Lander là cái chỗ đáp. Đáp trên cái mặt biển luôn hết ta. Nhóm đầu tiên thì đi xuống cái đại dương để khám phá cái địa chất học gì đó. Mà không có nhà sinh vật học đâu. Không, trên cái phi hành đoàn chỉ có mình là cái nhà sinh vật học thôi. Nhưng mà vì sao mình không đi theo cái nhóm nghiên cứu cái đại dương này mà đi cái nhóm mà xây dựng cái căn cứ đó? Đây. Mình sẽ đi lên cái chỗ này. Có cái gì đó gần ở đây hả? Đây. Cho tôi cái tín hiệu, pháo hiệu gì đó chẳng hạn, bất cứ cái thứ gì. Rồi, mình cần đi hướng về phía cam thôi. Đánh dấu trên bản đồ. Landmark là mấy cái điểm đánh dấu trên bản đồ đó. Cần tìm chính xác trên bản đồ coi mình đang ở đâu hoặc là định hướng phương hướng. Anh em nào xài Atlas chắc biết cái này chứ gì. Anh em hồi xưa học cái bản đồ Atlas á. Đây, đây là giống như một cái lỗ kim mà sổ bằng á. Cái lỗ sổ bằng kim á. Là đây, nó trên bản đồ đây. Mình cần xác định được ít nhất 2 đến 3 điểm để có thể tìm được cái phương hướng. Hướng này là hướng đông bắc nè. Trước mặt mình là hướng bắc rồi đó. Đây là đàn chó nè, cái đầu chó nè. Bingo. I found the dog. Còn đó còn dot hả? Nhìn cái góc độ khác thì không thấy được hình chó đâu. I report that I have established rồi đây. Đó, mình là ngay cái chỗ màu đỏ đó. Coi như bây giờ mình đã định xác định được cái phương hướng này. Xách ba lô lên và đi thôi. Bang. Đó, mình gần đi thẳng theo cái hướng mà hình con chó này. Giữa con chó như cái đũa kim. Đây, đi thẳng hướng này là đi lên cái hội trại. Cái khu cắm trại của mấy cái phi hành đoàn còn lại của mình. Thực ra anh em chạy trên mà cái khu trọng lực thấp á, thì anh em không có giơ tay nhanh gì đâu. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Đây là cái máy theo dõi tín hiệu, có tín hiệu gì rồi. Đây, 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 có gì đây? Đây là cái máy tín hiệu của mình thôi. Ủa, hành tinh này có nước hả? Còn... đó, có nước trên cái hành tinh đầy sa mạc nè. Không, nó chỉ là một cái chất lỏng không biết là cái gì thôi, chứ không phải là nước. Hành tinh này thở được không ta? Bỏ nón ra cái chắc hẹo luôn.
Ui. Mình đi đúng hướng vậy. Tìm thấy cái đường lên cái thung lũng đó. Cái này là cái mỏm dính núi rồi. Không đi được đường này hả? Không đi được đường dưới này thì chắc đi đường trên này thôi. Quay lại. Phần lớn con game trong thời gian trong game này anh em dùng để đi bộ thôi. Không có thời gian để mà lạc đường đâu. Leo lên được không? Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Rồi mình nhớ về cái gì trong quá khứ đó. Thường cái dấu hiệu này là dấu hiệu lách bách. Mình lúc này đang tỉnh dậy trên cái ngủ đông thôi. Ai đây? Margit. Nhưng nói chung là thức rồi. Đầu mình thì vẫn còn đau lắm. It's fine. I can go. Not too fast. Otherwise, we'll be picking you up off the floor. Now, try to get up slowly. Thử ngồi dậy một cách chậm rãi thôi. Thôi thôi nằm sàn luôn. Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Đây, ngồi vậy. Mình chắc là ma mới thôi. Mấy này ma cũ người ta tỉnh dị giết rồi quen hết trơn này. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Đó, cái bình nước mà gợi về cái ký ức hồi nãy của mình á. Đó, sao mà mọi người đã thức dậy tỉnh nhanh quá vậy? Nó thành một cái thói quen luôn rồi. Bị ngủ quá nhiều, thức quá nhiều biết rồi. Quen. Mình thì đúng là ma mới thiệt. Ủa? Mình cái nhiệm vụ cuối cùng của mình là khám phá cái hành tinh rồi đó. Nhưng mà không phải hành tinh này là sao? Có thể là một ai đó trong cái phi hành đoàn định hướng cái đường đi qua đây rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái phi hành đoàn đó nha. Đó cái ông mà hồi nãy đi lấy cái viên tinh thể lúc đoạn tóm tắt đồ game đó. First, here, hold on to it and remember. Đây, lúc cầm vậy là mình trong cái chuyến hành trình mình cầm mấy cái sự vật này lên là mình có thể nhớ gì nó. Chắc thuộc dạng mà chấp vá mấy cái cốt truyện lại với nhau thôi. Bản làm gì có đường đi đó. Đường này đúng không? Mình cảm giác như là ngõ cụt vậy nè. Dragon Lai là con chuồn chuồn nha. Thôi không bỏ mình lại đâu. Hy vọng gì đi.
Ủa xe đường thì à? Đi nhanh lên cái đi. Chắc đi vòng xuống dưới này thôi. Chắc chui vô cái hẻm đó quá. Đây đây đây, nhìn cái thiết kế cái địa hình như thế này chắc đi đường này. Sao game này cái đồ quả nó xấu xấu sao ta? Đó, đẹp lên rồi nè. Sao ghi anh em, nãy giờ để setting nó thấp. Nhưng mà sao nó tối vậy ta? Bão cát hả? Một vài hành tinh thì cái bão cát nó kéo dài cả trăm ngày luôn, hàng trăm ngày luôn. Hy vọng thì ở đây nó khác tí. Trời, cái mỏm đá này cũng là mấy animation đó. Núi lửa à? Nếu cái vùng núi lửa này hoạt động á thì cái tàn tro và nhiệt độ nó sẽ rất là cao luôn. Đây, góp góp góp. Không có bụi trong không khí, bầu trời khá là trong xanh. Nên là trong cái núi lửa này chắc là nó ngủ rồi. Dốc nó nha. Game này tôi cảm giác nó hơi mà rối loạn tiền đình tí rồi đó nha. Z là gì? Z là xài cái kính viễn vọng. Có cái liều kìa, cái liều kìa. Đó, mình nhìn thấy cái khu mà cắm trại của mình này. 400 mét. Tôi đã thấy bạn. Tôi đã thấy gọi. Scotland is about 10 mét độ cao. Thôi thôi thôi. Tôi chưa biết cái trọng lực hành tinh như thế nào. Không à, không có đi được. Bão cát ngày càng lớn hơn rồi, nó có thể bắt kịp mình. Cái dốc dựng đứng này, mình có thể thả cái sợi dây thừng từ đây. Nhưng mà mình không có cọng dây thừng nào cả. Vậy nói gì? Ở đây nó chia cái đường làm hai rồi, nên chắc đi đường bên đây là cái chắc rồi. Ủa, cái dốc nữa này. Great. A route that won't break my neck. Hy vọng là không có gãy tay gãy chân. Đi được không? Được luôn. Cái này cái dốc nó còn đỡ á. Nhưng cái 10 mét bên kia cái là chuyển sinh luôn á. Nhưng mà tại sao mình lại nằm ở mút bên kia mà không có một ai xung quanh đó? Okay. I'm at the bottom. Looks better from here. I'll be with you soon. Đây, đi theo cái tuyến đường này về cái trại. Hồi nãy mình nhìn cái trại đâu đó, đâu trên cái dốc nào.
Lý do mà tôi không chọn cái nghề làm phi hành gia như là tôi sợ mấy trường hợp như thế này. Chúng thôi giờ đăng ký vô NASA rồi. Thường thấy đoạn này lát bắt không? Cúi đầu lắm. Vậy mình sợ phết chứ. Rồi cúp điện, chúng ta kết thúc trò chơi ở đây. Rồi có điện rồi, có điện rồi. Cái mũ phòng hộ của mình có bị gì không ta? Đây để lại cái dấu tay trên đó nha anh em nhớ nha. Tưởng nói mình quay lại cái điểm ban đầu à. À không không không, đúng cái chỗ nãy. Tới đâu bị dịch chuyển không gian đi đâu nghe nữa chứ. Tiếp tục cái hành trình thôi. Không nhớ cái chuyện sao mình phải đi trở lại đó. Đúng chỗ nãy rồi. Tưởng đâu bị đẩy đến cái chỗ nào khác nữa. Đi thẳng luôn hả? Đây có lựa chọn nữa kìa. Đây mình cần phải quay lại cái đó. Chọn gì mà chọn bằng chuột giữa. QR nha. Còn thì tương tác thì vẫn này nha. Này tương tác E nè. Này quy nè. Giờ thì có xài luôn rồi. Di chuyển cái này hành X với C. C cũng không được nữa hả? C làm gì có ai xài đâu. GH. Coi chốt. Nhớ chữ GH nha. Find a place to land. Đi sát trên nha, chỗ dưới có khi đi luôn á. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Sao mà lên được cái dốc đó? Đi có cái đường lên, đường lên. Những cảnh này ghê ghê như đó. Anh em thấy game nó câu giờ chưa? Trời ơi đừng có lắc camera nữa em chóng mặt quá rồi anh ơi. Ồ. Dút xa nè. Đừng có nhìn xuống. Đến giờ đi ngủ rồi. Đừng có trượt tay nha. Chân mình thì nặng quá. Mặt đất đang mời gọi. Đôi chân trở nên nặng nề. Đừng có dòm xuống.
Voyager's third satellite. G303. Ủa, cái nhiệm vụ mình bên hành tinh đó mà. Astrogator, sir, crew, Dr. Gorski. Nục biết. Có bất kỳ cập nhật nào không? Đây là cái bề mặt của cái hành tinh mình chuẩn bị đáp xuống đây. Không có thông tin gì mới hết, toàn bộ Virgo hết. Nitrogen 78%, argon 2%, carbon dioxide 0, oxy 70%. Nói chung là có 4 cái đó. 60%. Chả hiểu gì cả. With oxygen concentration as such, there should be life. Với cái mà điều kiện như thế này có thể là có cái sự sống trên hành tinh đó. No traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? Virtually zero. The world of paradise. No radioactivity, no endospore. Không có bóng xạ là không có gì vi rớt gì hết. No viruses, just the oxygen. Chỉ có oxy thôi. Living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. Bó tay còn mềm dịch dịch không được rồi. The ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look. Có thể có cái gì đó nằm ở dưới. Chúng ta có thể nghiên cứu sâu dưới cái mực nước đó thôi. Marit, do you have the geological analysis? Mà biết là cái nhà địa chất học. Cái hành tinh này 6 triệu năm tuổi. Any rare resources, forms, creatures? Không có tài nguyên hay động vật gì cả. Chưa có dữ liệu chi tiết gì hết. Cần phải khám phá cái bề mặt của nó thôi. Chúng ta chính xác đang tìm kiếm cái gì? Một cái hành tinh có giá trị đó. Gigit 3 thì không có giá trị đó. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, mày còn giấu cái gì không? Instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. Cái gì? Quân đồng minh gì? What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit. Có liên quan gì đến cái chuyện này? To our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second. Converting it into energy fields that no material body can penetrate. Concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean. Together with its crew of almost 100 men. Professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. Cái quân đồng minh thì có một hàng trăm nhân viên xịn sò như thế này luôn. Thậm chí xịn sò hơn mình đó. Sẽ lao xuống cái hành tinh đó thôi. Chủ yếu là để đào bới mấy cái tài nguyên trên đó. Đó gọi là cái bất khả chiến bại á. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Covert. All right. Mình thì không thích, không hợp với cái team đó cho lắm. Together with our, may I say, not quite as numerous staff. Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance. Mình thì tí ít nhưng mà phải đi trước cái team liên minh đó. And how would we do that? We leave this planet before the Invincible arrives here. Mình sẽ lao xuống hành tinh này, khám phá và tìm kiếm mấy cái thông tin đó trước khi mà cái quân đồng minh họ lại. Chúng ta có bao lâu? 13 ngày. I appreciate your eagerness, Cove. Dr. Crowther, do we need full gear?
không có được trang bị đầy đủ à. Tốt nhất là mình không nên bỏ cái mũ bảo hiểm đó ra. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage. Feel stupefied. Bỏ mũ ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến bộ não rồi. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà bất khả kháng á, mình có thể bỏ mũ ra được trong vài giờ. Of course, Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two, you're leaving early in the morning. Ông này sẽ lên mặt nước nghiên cứu. Mình thì sao? Ủa, sao mình ở trên đây? As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Ông đã nói là mình không cần phải xuống dưới, mình ở trên cái phi hành gia đó. Đó, thì tại thế quái nào mà mình ở đây? Vô lý. Có khi nào mình không phải là đang điều khiển em Gaia đúng không? Và cái ký ức của em Gaia nó bị chuyển vô cái nhân vật nào khác. Nhưng mà cái body của mình thì đâu có sai được. Cái quân đồng minh thì sẽ lên cái hành tinh này trong vòng 13 ngày đó. Trong vòng 13 ngày đó mình phải đi là có tín hiệu nè. Mình phải khám phá và tìm cái mà cái gì đó. Chưa biết là đang nghiên cứu về cái gì thôi. Không lẽ trên cái con mà Dragonlight đó, cái con chuồn chuồn đó có vấn đề gì mới đẩy mình xuống đây là mình chốt thôi đó. Nhưng mà mình mất ký ức là sao? Đây là tiến sĩ Jana. Có ai nghe không? Đến được cái cam nè. Con gì đấy? Angobo hả? Android Robot. Android Robot. Cái chữ gì quên tiêu rồi, chữ H hả? Androbot, guide me to the nearest crew member. Androbot, guide two people. Androbot. Hình như là đang điều khiển bằng giọng nói. Damn. Tờ mò rồi. Androbot bị hỏng rồi. Dr. Gorski. Have you made changes to the Androbot's algorithms? Chui đây à? À đây dạng như cái buồn kìa, có ông tiến sĩ kìa. Well, never mind. Rồi tưởng cô độc trên hành tinh này cái là quản luôn. Dr. Krauter. Tiến sĩ Krauter. Didn't you hear me earlier? Doctor. Chuyện ổn không? Sao ông này như bị mà tâm thần vậy? Vô tới cái liệu mà không bỏ cái ba lô ra luôn. Doctor, please. Look at me. A report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello. Anyone there? I repeat, Krauter is in a serious condition. Cơ tay thì đang có dấu hiệu là nguy hiểm rồi. Đây dạng như là cái chỉ báo của đồng hồ, nhiệt độ bình thường, huyết áp thì cũng vậy luôn, nhịp tim cũng vậy luôn, khí oxy vẫn ổn, không có dấu hiệu mà tổn thương vật lý. À, coi con mắt, kiểm tra đồng tử à. Đồng tử thì vẫn có phản ứng lại thôi, đó, không có bị chậm phản xạ. Nói chung ông này vẫn đang tỉnh táo mà. Gì? Người lạ căn cứ là sao? Mình rút ông thở không luôn rồi. À không, cái này là cái bộ thiết bị liên lạc. Cái đầu tiên mình bị hỏng á. Đã tìm kiếm mình 2 giờ, đã nhận được tín hiệu mình không biết. Wait please, I need to reconnect. Mình cần phải kết nối lại thôi. Mượn thiết bị nha. Thiết bị vẫn hoạt động hồi nãy là mình chỉ hư cái cọng dây cáp thôi. Test
Testing 123. Dạ, quan chú chi. Tín hiệu rất trong rõ. Con này không bị là nguy hiểm gì đâu. Nguyên cái mà khu căn cứ như này là không có phản hồi gì luôn. Vậy trong vòng 2 tiếng qua là mình bị cái gì? Ngộ độc khí ga hả? Không thể nói chính xác là cái gì. Both mental illness and serious bodily injury could contribute to this condition. However, he wasn't suffering from any disorders. Nói chung là mình không biết ông này bị cái gì, cũng ngồi lắc lư gì cả. Epileptic seizure and chronic diseases can also be ruled out. So what? He's just fine? On the contrary, something is very wrong with him, and I can't figure out what. Tổn thương cái não bộ không chừng. Which is even more worrying. Cái lander, lander là dạng như mà cái tàu cứu hộ á. Cái tàu để đáp đúng không? Couldn't we just evacuate him right away? Rồi. Nên đi xem tìm cái báo cáo của ông. Hello? Anyone else here? I found Dr. Crowther. Đi tìm tiến sĩ Cao La nữa thôi. Trong này chẳng có gì cả. Ủa không đi được là sao? Đây 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 cái báo cáo đây. Nó y chang cũng cái cuốn sách của mình lúc đầu nhá. Cái theo cái dữ liệu phân tích thì cái bề mặt mẫu này có Niken, Aigon, Magma, Pelagium và Titanium gì đó. Đó là một lượng lớn những thứ mình chưa biết thôi. Theo cái mà giả thiết nhanh á, gọi là cái phỏng đoán á, thì một lượng lớn cái này là do một cái mà cái meter là cái gì lao trên trời xuống đó, sao chổi hả? Do cái tiểu hành tinh nó va đập lên cái bề mặt của cái Gate 3 này, nó nung chảy cái bề mặt này ra hàng triệu năm trước, rồi xong bây giờ nó động hình cái khối đó, vậy như là có một cái tiểu hành tinh, dự đoán là có một cái tiểu hành tinh lao vô đây, qua trang được không? Meticulous as always. What's in there? What key? Dr. Gorski has moved away from the research sector. À đây là cái đường đi của mấy phi hành đoàn của mình đó. Phi hành gia của mình đó. The most important thing is probably the landing coordinates. Có cái gì đó quan trọng với Kogono. BA 2316. Đang chuyển cái dữ liệu lên. Rồi ok. Đây là cái máy quét gì đó. Hình như là cái máy quét kim loại phải không? Mình cho cái gì? Không hiểu tại sao mình cần nó. Okay, checked. I'm leaving the tent. Rồi tìm mấy cái chỗ của phi hành đoàn thôi. Cái cửa ở đảo hả? Đi cắm trại mà có cái này là ngon nghéo. Bây giờ là con robot nào nó không có phản hồi gì cả. Hiện tại đang thử kết nối lại với nó. You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely and secure Crowther. I have everything I need, just... Is something wrong with the connection, sir? Có vấn đề gì kết nối thôi. Not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the... Mình sẽ đi tìm trong cái trại này một cái bộ chuyển tín hiệu, một cái phản hồi đó. Nó đủ mạnh để thiết lập lại cái kết nối. One sec. I'm looking for it. Mình sẽ đi tìm nó. Giờ chắc vô đây tìm. Right, the others. We've no time to lose. Exactly. All right, you tin bastard. Vô đây quỷ trái. Này là trong cái phòng ngủ hồi nãy nè. Này cửa ga rồi.
Cái này cũng cửa ra luôn rồi. Cái liều này cũng cấu trúc nó có ba cửa ta. À, cái mặt này nó bị ngập xuống. Vậy nãy sao mình không vô đây được? Này cái chỗ ngủ, hai cái đầu vô một cái chỗ ra. Cái đầu vô đầu tiên là ông tiến sĩ ông ngồi nè. Ở bên đây còn cái nữa. Bên đây sao không có ai gì vậy? Cái gì đây? Con cá. Phải. Hành tinh này có sự sống à? Nó vẫn còn sống vậy hả? Đây là con cá mà tiến sĩ có đi bắt được. Mình không nhớ à? Rồi, bắt đầu lát bắt. Vậy là hành tinh này có sự sống nha. Đó, lúc này là mình còn ở trên tàu nè. Mình đâu có xuống đâu. Nhưng mà tại sao mình lại xuống đó? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on a shore line. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Bắt đầu nghiên cứu ở cái vùng biển rồi. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. Trời, cảnh như này rất là đẹp nữa chứ. The ocean, wind, đại dương, sand, gió và cát. My suit is pinching and cramping just at the near side. Should I include this in my reports? Tôi có nên đưa nó vào cái báo cáo không ạ? Nên tập trung vào cái nhiệm vụ đi. You're dramatizing, Koval. We have a job to do on this planet. When we get back, we'll enjoy water, sand, and whatever else our hearts desire. Yeah, you're right. Homesickness is simply eating me up. We have to examine the composition of the ocean, but the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Probe in the water. Cô Vác nè, cái ông này bắt cá nè. Dưới này là có 5 tín hiệu luôn. For a little, distance. 100. Chấp nhận thôi. Right, Koval. I'll allow you to go on this recce of yours. Kiểu ông đi rồi. Copy that. Thank you. You're too soft on him, Yasna. I know. I know. Trời, còn xài cái kiểu mà cung băng này nữa hả? Maybe you change your mind. What about walks? I didn't. But since you need a break, I won't stop you. Am I seeing this? Dr. Krauter. Would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school Koval, of fish. Did you hear that? They found something. I'm coming. Một hai B không một. Đang di chuyển rồi. Rồi. Mấy con cá thì bay xung quanh. Cá thì thường nó không có sợ mấy cái trang bị máy móc này. Animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Mình nhà sinh vật học nên mình biết ba cái đó nha. I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Nên bắt một con là đủ. Lần nữa. Got it, bắt được rồi kìa. Dissect, Yasna.
Đây, mình vừa lát bắt về cái vụ bắt con cá, nhưng mà tại sao ký ức của mình để mất đó? Tôi nghi là cái nhân vật mình điều khiển là bị một thế lực nó nhập vô rồi đó. Chứ không có lý nào tự nhiên mà 2 tiếng đồng hồ nằm ở ngoài đó, cách xa cái khu người này ra. Mấy người này thì có thể vẫn đang bị nhập nè. Em đợi tí, tôi ra trả lời mail cái. Ok, tiếp tục. Giờ mình đi lắp cái tín hiệu gì đó để chữa cho con Gobo này. Cái nhà này vô được không? Game này tiền đình dữ thiệt á. Thiết kế cái đường này chắc đi đây thôi. Có cái máy gì đây nè, giấy đỡ, máy chụp hình nè, máy quét à, không tương tác được nha. Trên đó có máy phát tín hiệu gì cơ. Không đi lên được. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. Vậy đi thôi. We're in this together. Bây giờ tìm. Đi cái điểm hạ cánh hả? Mình đang ở chỗ này nè. Đi qua đây, quẹo trái, đi thẳng lên. Cái khu này nay cũ rồi. Quẹo trái, đi thẳng lên. Có gì chớp chớp đó kìa. Này dạng như cái đèn thôi. Đi vòng anh đây coi thử cái. Ừ, kiến cấu tạo kiến trúc này nó độc á hả? I found the area marked by Dr. Crowther. Tôi tìm thấy cái điểm đánh dấu rồi. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground. Đây cái chỗ này là có thể hạ cánh được đây. Cái mặt phẳng này rất là bằng 50 m, mình nên ước lượng cái khoảng cách trong cái vị trí đó. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Đúng đường này không ta? Còn đi lên đây là cái gì? Đi đây coi thử là nó là cái gì cái. I'm entering the research area. Đây là cái khu nghiên cứu nè, phạm vi nghiên cứu. Silent. Thì nó trống rỗng à, cái gì đây? What did they find here? Oh, right. You don't remember. Vậy như cái cây gì nó đâm dưới đất lên á. Tê vậy? À đây 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 đây. Got
có tín hiệu, có một cái tín hiệu. Cái này là sao nó ảo ma cái gì? Còn tầng dưới nữa nha. Vậy nên nó đâm lên là đúng một cái lỗ vòng tròn luôn rồi. Giờ đi theo cái máy tín hiệu qua đây. Nhìn thấy cái gì đó trên mặt đất. Đây 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 đây. À, cái quyển ghi chú giống của mình đó. Mình thì cần phải nghiên cứu cả hai thôi. Nước và ra đi chắc luôn. Kiểm nghiệm cái nước và đào xuống cái lòng đất. Nó có hàng triệu năm tuổi rồi. Này gì đây? Trời chữ nhiều quá. Ủa, cái này là thư mời của bên kia qua làm gì đó. Mình còn sót không tin nào. Không. Nói chung là cái này chả có giá trị gì cả. Đây vẫn còn cái tín hiệu đó nè. Làm sao lên chỗ ảnh được? Tôi đi coi cái này cái. Sao nó lòi từ dưới đất lên là nhìn não dữ vậy nè. Cái tiếng ồn này bạn có nghe nó không? Anh có nghe nó không? Có ai ở đây không? Đây mình cắt một miếng mình bỏ vô cái tủ rồi nè. Đây là cái máy ồn để sử dụng cầm tay thôi. Cái máy, máy phan cầm tay. Nó sùm dữ thiệt á. Đây lại tiếp tục lách bách vậy thôi. Vậy là không chừng mình đã đến đây rồi đó. Vẫn đang đào xuống cái đó đó. Có thể mất một khoảng thời gian nữa. Đây có ông này dưới đây mình nè. Cái ông mà đi lấy tinh thể trong bị què giỏ. Không biết cái, không biết cái tinh thể nó có ảnh hưởng gì mình không. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters on. Đang đào sâu 50 mét xuống dưới nữa. I see. Nó không phải là một cái cá thể đơn lẻ mà nó là nguyên một cái hệ thống ghế luôn. Không thể quét nó trong một lần được. Tiến sĩ Goki đang làm cái điều đó. Đang canh cái bộ ghế. Đi theo cái phía tây của nó. Hàng trăm mét rồi. Cái dùng đĩa chất này. Nó như là cái kết cấu bằng cái kim loại luôn. Rất là cổ rồi. Cực kỳ khổ luôn. Anh đang nói bao nhiêu? Hàng ngàn năm? Hay là 10.000 năm? Tôi không biết chính xác là bao nhiêu. Hàng ngàn năm nhưng mà chưa tới 1 triệu năm. Cái khối kiến trúc này không phải được tạo từ tự nhiên đâu. Could this be what the alliance is here for? Nó có thể là của cái đồng minh không? Của cái quân đồng minh để lại không? Không đâu. Nếu như nó dài đến 50 mét thì đồng minh thấy méo nào làm nổi. Đang nghiên cứu cái đó thôi.
Regis, come in. I've registered a slight change in the radiation readings. Đây là cái máy đo ở dưới. Dạng như đo phóng xạ vậy. Cái chỉ số phóng xạ nó có tăng lên không? Có, tăng rất là cao luôn. Level has significantly increased. Đừng có lo. Cái ít gầy dưới đây vẫn hoạt động tốt thôi. Máy quét vẫn hoạt động tốt. Is one of our devices also causing an increase in the electromagnetic field? Có một cái bộ phát tín hiệu thì báo cái tín hiệu nó tăng rất nhiều á. Electronic điện tử á. Nhưng mà mấy người ở dưới lại không thấy cái tín hiệu nó tăng. EMF hả? Electronic hả? Nên kiểm tra lại lần nữa rồi đó. Mất tín hiệu rồi. À, kiểm tra lại là không có tín hiệu. Rồi 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 xong rồi, có biến rồi. Trên cái bản đồ còn có ba dấu chấm à. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. We need to take action. Chúng ta cần phải hành động thôi. Cần phải hạ cánh cái này. We can land Dragonfly as close to their camp as possible. Doctor, you well know we can't. Có khi do đó là mình mới xuống dưới đó. Xem ở dưới có chuyện gì xảy ra, tự nhiên mà mất tín hiệu hết trơn. Tắt đi, không chùm. It's finally stopped. Yeah, you there? I am. Unfortunately alone. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. Didn't even turn it off. Có ai đó bị lạc ở đây không? Chỗ này tối thui không vô được đó. Vậy là mình xuống dưới này chỉ coi cái đoạn lát bách thôi đó hả? Ê, đi sâu vô nữa gì rồi, đi ra rồi. Có một cái tín hiệu ở dẫn hay gì cơ. À. Sao mà nó nắng, ánh sáng nó chiếu vô cái kính bảo hộ của mình nó chói ra luôn. Nó nằm hướng này. Trên hay dưới đâu? Tôi nghĩ là ở trên á. Đi vòng này lên. Cái ba đô nè. Đến gần cái lắm rồi nhưng mà chưa thấy. Đây 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 đây. Phải. Merit. Merit. Wake up. Dậy đây. Do you hear me? Do you hear me? No. No vital function. Không có tín hiệu gì luôn. Hẻo à? Nhưng mà tại sao hẻo ngay trên cái chỗ này? Mấy cái tín hiệu đứng yên hết trơn nè. Sáu mạng, một mạng què giò, một mạng tâm thần ở dưới đó, một mạng nằm liệt ở đây. Còn lại ba mạng kia không biết làm cái gì. Đâu bốn mạng ở dưới mình nữa. Kéo mũ xuống. Everything will be fine. All fine. Bắt đầu có biến trên cái hành tinh này đó. Tín hiệu thì mất liên lạc hết. Mình thì chả hiểu sao lại nằm ở đây. Bây giờ làm gì? Bây giờ đi tìm Kovac bên đây hả? Đây.
Do you think? Không, không, cô Bát là chưa có hẹo đâu. Someone's here. Hey, hey. Cô Bát nó nằm dán hay gì? Xong lên. Lên được không? Sao đi chẳng được ta? Hình như bên đó có đường nữa rồi. Cho em về đi, thấy ghê quá cái hành tinh gì. Lạc mẹ cho anh ngồi. Thanh niên cô bác mà hẹo nữa thì anh em xác định con game này như thế nào luôn rồi đó nha. Kìa kìa kìa, nó nằm cục đó. Cái này gì phát sáng đây? Còn sống không đó? Chắc đi luôn rồi. Rồi ơi, còn còn. Không thèm nhìn mình luôn. Rồi, y chang cái ông mà với ông giáo sư nãy. Tiến sĩ nãy. Mấy cái dĩ số vẫn bình thường. Không có dấu hiệu bị rung động gì cả. Vẫn... Rồi, tâm thần phân liệt luôn rồi. Mắt anh mấy trống rỗng rồi, giống như mà cái ông tiến sĩ Gauta nãy. Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crouch? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Cái thiết bị đó đang trên đường đến thôi. I want you to do something. Yasna. I'm listening. Please look around. Tờ giấy gì anh ngồi vậy? Ổng xé cái cuốn nhật ký hành trình của ổng luôn rồi. Everywhere. In pieces. Nó nằm mọi nơi, khắp mọi nơi, bị xé thành từng mảnh. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Có sự sống ở đây, hình các hình con cáo. Không có gì về Argot nữa. Vậy là còn một người nữa. Đã tìm thấy rồi. Một là cái kiến trúc này có hệ thống ghế nằm sâu bên dưới lòng đất. Thì G đã chết cái nhánh bên phải. Nó thì có một cái dựng đứng thẳng lên. Nó nằm phía trên cái bề mặt. Nó... dựng đứng đâm chồi lên cái bề mặt là không chừng cái nãy mình dòm thấy á. Bên dưới cái khu vực nước cái rộng rất là rộng. Bên dưới đó thì có một cái khu kiến trúc gì đó. Nó lớn hơn tất cả. Bên trên ở phía dưới cái hung lũng 150m. Đã gắn cái lá cờ. Đã gắn cái điểm đánh dấu. Nhìn từ cái điểm 4 đó là Amid 350, khoảng cách 200. Không hiểu cho lắm. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Okay. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Cái gì bế ông này luôn hả? Không phải diều hả? Phải. Got him. Mình bế được luôn kìa. Đây là cái tàu phi thuyền của mình đúng không? Chắc cái trọng lực trên cái hành tinh này nó nhẹ thôi, mới bế được có con người mà 7-80 kg này, chưa kể cái bộ đồ này khoảng 20 kg nữa. Cái gì nó phun lên kìa. Ổn thôi Kovac, chúng ta đang về nhà. Tòa nhà Landmark.
cái tàu vũ trụ nó rớt đâu vậy? Đâu bên đây nào? Did he react? Not at all. I don't get it. What could have led to all this? Crowther, our dear Merritt. Now Cobble. Bế gần 100 kg mà lội cái quãng đường như thế này. Life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, it's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly, an atmospheric or magnetic phenomenon. Toàn mấy từ chuyên ngành mà tôi đọc không hiểu vậy. Like that show on the charts. All those measurements Gorski took. I remember. Maybe he made a mistake. Gọi cho em về luôn đi. Còn mẫu ống kia thì kệ ống đi. Rồi, đi gót ông tiến sĩ rồi nữa về được rồi. Thanh niên kia không về thì cho lại đi. Nói mình nhà địa chất học mà cứ như toàn 2, 4, 5 cái ghế à, 6 ghế nè. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. Tiến sĩ Cao La thì sao? I have to go back for him. There's no need. Không cần. Just regain control of the Androbot, so leave it to me. Ông Novit này đã điều khiển được cái con Gobo rồi. Con Gobo đó sẽ mang cái mà tiến sĩ rồi đây. Mình thì đi mang cái thi thể của bà Covid này. Không, đi tìm Gorski luôn. Trời ơi, Gorski đi cái hướng này nè. Thôi, ông không về, cho ông đây đi. Bây giờ cái phi hành đoàn của chúng ta có 6 người à. Một người ở trên là thiên cung này nè. Đâu rồi? Ủa, một người ở trên cái con chuồn chuồn đó này nè. Một ở đây nữa là 2 nè. Mình nữa là 3 đi. Một người chết ở bên đây nữa là 4. Một ông tiến sĩ đang nằm trong cái liều cũng tâm thần như thế này luôn là 5. Còn người thứ 6 là thằng Gorski này. Nó đi hướng này. Bây giờ mình phải đi tìm nó về. Cái chiến thám hiểm này nó tan banh đó chứ. Mà tôi vẫn nghĩ mình là có cái vấn đề gì đó nha. Tự nhiên 2 tiếng mà mất hết ký ức người an toàn duy nhất luôn. Well, nothing really. Thậm chí tôi nghi cái ông ở trên cái mà cái con chuồn chuồn á. Chả phải người nó, có khi là con đi coi nữa điều khiển á. How did he come down? Có cái lá cờ nữa. Này giống mà đi đo mắt kiến quá ha. Đi có tín hiệu gì cơ? Đây 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 đây. Đừng lại thấy thêm cái xác nữa à. Trừ một gót ghi nữa. Cái gì đây? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken. FTB 02. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time? Mình thấy kích hoạt cái này lại. Good reason, doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, cái này gọi là TTGP gì đó. Mình nhận nó nhấn vô. Dặn hả? Okay. Rồi mở rồi. Đơn giản quá ha. Turning the systems on. No, no, stop. Khoan khoan, dừng dừng dừng. Có một cái nút ở bên trái cái hộp cầu chì đó, giữ nó. Đây. Nút gì reset không? Slide records. Cái gì đây? Cái cuộn, những cái cuộn băng ghi âm là gì? You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Let's take a look. À, đây là cái file ghi chú tài liệu. Đây là lúc hạ cánh xuống nè, 4 người nè. Mình là lúc đó còn ở trển nha. Vẫn chưa biết sao mình lại xuống đây được nữa.
Đây là ảnh chụp cái đàn cá mà lúc cái ông kia bắt con cá đó. Đây là bắt được cá nè. Chụp hình là lúc này là chưa có mình đâu. Đây là lúc bắt đầu nhiệm vụ. Ngày đầu tiên trên cái hành tinh này. Bắt đầu khám phá cái vùng địa chất thôi. Đây là bắt được con cá. Đây là bắt đầu cả bốn người này nè. Đợi tìm thấy cái cục đâm lên đó. Thì chắc là lúc đó họ bắt đầu đào đó. Đó họ bắt đầu đào xuống rồi đó. Cái gì đây? 12 hours passed. Three crew members are still there. Dr. Gorski. Sau vài giờ đào xuống thì cực kỳ bắt đầu. Đây là máy quét tín hiệu nè. And he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes. That's what I meant. Đây là Gorski nè. Là mình đi tìm thanh niên này á. Cái này chỉ còn đá không có gì đâu. Bị nhiễu rồi. Bên trái. Nothing in particular stands out to you, doctor. They were digging and suddenly poof, people are dead. Dead đâu mà dead. Cái này là tín hiệu bị nhiễu không có chụp được. Rồi đã. Cái chỉ số mà ELEG nó tăng lên tới 4.900 lần. Trước đó thì sao? Trước đó thì 391 vẫn là ở mức mức cao so với cái 4.000 nãy cao 10 lần. Này chỉ có 4 thôi, tương đối là thấp. Trước đó nữa là 3. Vậy là mình càng đào xuống là cái chỉ số nó càng tăng lên. Ban đầu nó là 0 nè. Ban đầu là 0 hết. Vậy là khi mình gần cái vật thể đó. Cái này ở dưới nước là tôi nghĩ nó sâu xuống một tí rồi đó. Nên mới thấy là 1 nè. Này không luôn. Cứ sao coi hoài vậy. Lúc mà ở trên tàu mình nói chuyện với ông tiến sĩ á. Đó. Nó chỉ diễn ra trong vài giây thôi. Nhưng mà cái tấm hình này nó không có gì ngoài cát đá và một cái bóng. Cái bóng nè. Một cơn bão cát khác. Đúng không? Bão cát thì làm gì được cái bóng nó đậm như thế này. Rồi, bây giờ mình mới kích hoạt lại cái hệ thống. Tín hiệu điện từ á, người ta thường nói nó liên quan đến ma cỏ. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chụp được cái hình ma bằng mấy cái thiết bị điện tử như máy quay phim, máy chụp ảnh. Xì cái gì? À, xì con này á. Nó hoạt động đúng không? Thì nó bay theo cái phương chiều dọc mà. Ok, đúng rồi. Trông nó bay khá là ổn đó. Rồi. Bây giờ bật qua chế độ mà lái tự động, nó sẽ đi theo mình. Đó thì sao? Nó ổn không? Nó an toàn không? Mình thì có vẻ không thích mấy cái đồ mà điện tử cho nó. Không thích nó đi theo thôi. Đồ bám đuôi. No ID, no thing. Đặt tên cho nó hả? Mình sẽ chọn cái tên cho nó. Chứ không có đặt tên ID, ID có gì hết. Tôi nghĩ là vài thứ. Đặt tên là gì? Bi, con ông. Wane, Wane đó chứ. Anh em biết cái phim Wane chứ gì? Cái con Gobo lạc lõng trên hành tinh đó. Luna là ánh trăng hả? Nó cũng vây quanh mình. Thôi lấy tên là Wane đi. B-I-L-L. Dấu cách L. Gọi sao không cử con này đi kiếm ông kia đi, bắt mình đi làm gì? Con Gobo đi được rồi. À, đi thẳng hướng này luôn.
Sao mình xuống được? Đi nào. À, xuống đường này. Cưỡng robot đi kiếm được rồi ông ơi. Em là nhà địa chất học mà. Ủa nhà sinh vật học mà. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. Đây. I'm going straight on. No crossroads, branches? Not yet. Just one thick tangled vein. Hồi nãy trong cái báo cáo á, nó ghi cái điều một là đi theo cái nhánh phải. Đây nè. Cái nhánh thì bộ rễ nó thì nằm dưới cái lục đất này. Bắt đầu đi chết cái nhánh bên phải này. Thì sau đó sẽ thấy một cái gì đó trồi lên theo cái phương thẳng đứng lên, vượt lên trên cái bề mặt luôn. Thì bên dưới cái vùng nước rộng lớn nè, là nó gần như là một cái cấu trúc. Một cái cấu trúc ngầm luôn. Nó to hơn tất cả. Nằm bên dưới cái thung lũng đó là 150 m. Đã cắm lá cờ. Thì mình đi dắt đi theo cái nhánh bên phải này, nhánh này nè. Tại bên đây là bên trái. Ủa, cái gờ. Đây cái ghế đây. Trời, như một cái công trình khủng khiếp vậy. À đây mới là cái nhánh bên phải nè. Cái gì? Cái con này chụp hình mình. Đó, dựa theo cái báo cáo hồi nãy nè, mình sẽ đi tìm theo cái nhánh bên phải. Bước 1. Đó. Another thing he reported was a massive vertical. Rồi tiếp theo là báo cáo cái hành cái gì đó trồi lên trên mặt đất. Ủa nút gì? Nút gì? Giờ. Nó đi xuyên qua cái ngọn núi luôn hả? Đi, ông nội của bố lượm giật mình. Đi chỗ khác cái con banana này. Rồi để nó đi trước, nó gà mình đi. Đi tới đây nó quẹo. Có hai nhánh nữa nè. Đó. Cái con này nó nhìn thấy cái gì? Đây nè, nó đâm chòi thẳng lên dưới lòng đất là nằm cao chứ gì. Rồi rồi, nhìn ở dưới kìa. Đây là cái công trình kiến trúc được ghi trong cái tờ giấy. Được rồi, đúng rồi bên em. Mày rất là hữu dụng đó. Tao nghĩ giờ tao sẽ chấp nhận mày. Mình đang nhìn thấy cái gì? Ủa con Bonnie có mình đâu vậy? Thôi rồi. The next point, the third one is a metal bundle. Tiếp theo là đi bám theo xuống cái vùng nước gì đó. Chắc đi hướng này, đi là cái vùng nước rộng. Cái water tank dạng như cái bình chứa nước khổng lồ á. Nhưng mà trên cái hành tinh này thì nó đâu có gọi ra nước đâu, gọi là chất lỏng vậy. À, tín hiệu này nó quét vô cái con này. Con đường thôi còn bày đặt hỏi hỏi nữa. Nhìn nó đỏ kìa trời. Hát hát cái con khỉ. Hát hát cái con khỉ này à. Căng thẳng áp lực đổ mồ hôi hột đây. Gì đây, cái cục đá gì đây? À đây đây đây. Cái vùng nước nè. Nguyên cái hồ nước nè. As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? Two points. Or at least that's what he told Koval. What he did next
It's hard to assess. Well, the battery in the detector lasts for only a few hours, so he couldn't have gone much further. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial... Mình đến cái điểm 3, giờ đi tìm cái điểm 4. Cái khu đó rất là to lớn luôn. Node in this whole system. Này không có gì đâu. Xuống đây được không ta? Hay là đi ở cái mép bên kia. Mày bay giữ thử banner. Đi. Ờ được, không sao hết. Nhìn thấy ghê ghê sao anh em ơi. Game này mà có thể kinh dị rồi đố tôi chơi được á. Đi xuống mặt nước tạo ra gần sóng luôn nè. Bên UN Nia 5 đó. Sao trên này có cái đường gì nó vậy? Thấy ghê ghê á. Thôi thôi đi đi. Không quay lại đâu. Giống chân nè. Chắc theo cái dấu chân. Chuyện gì nếu tôi không tìm anh ấy? Hỏi thử ai. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tìm anh ấy? Sáu giờ kể từ lúc anh ấy ở đây rồi. On a human scale, it could mean the difference between life and death. I think we have the fourth point. Con người thằng ganh sự sống. Cái gì dung nham hay gì? Thôi giờ em về nhà đi. Nhìn thấy ghê không? The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about? Điểm kết nó là cái gì? Depth, width, complexity level? In every aspect. Do you think these veins lead somewhere? Hồi nãy giờ không thấy dấu chân gì hình vậy? More towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Sao chỗ này cho mình leo lên ta? Đi về. Mẹ nghiên cứu khoa học gì chạy nhưng mà có cây số trên cái hành tinh mà chết chóc đầy vậy anh. Hồi nãy ông tính trong cái bài báo cáo ở lúc mà họp phi hành đoàn á, có bảo là bỏ cái mũ ra thì vẫn có thể thở được một thời gian ngắn, khoảng vài tiếng sau đó mới xuất hiện cái triệu chứng liên quan đến tổn thương não. The land is departing. Yes, they're on their way. Rồi cái mà Thảo bay đi rồi. Đừng bỏ em anh ơi. Rồi, nói chung là đưa được hai người kia về. Ba người chứ, hai người một cái xác. Mình đang đi đâu vậy? Có cái gì đó dưới đó nha. Cái kính lúp là xài gì? À nút Z. Có cái lá cờ. Tại sao? Lâu lâu quên trình thấy con này giật mình. Quên ở đâu nữa rồi. Đây nè. Kìa là một cái khối kiến trúc khổng lồ nữa trời ơi dưới nè. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Mình lấy gọi là bút sơn. In their conversations between Koval and Gorski. Rồi cô ba đâu về cô ba ơi. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir.
Azimuth 350. Azimuth 350, khoảng cách 200 mét. Got it. I see the bushes. Đây là cái bụi màu đen gì đó. Rất khó để nói. Trông nó rất là nghèo nàn, đơn giản thôi. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor. Kể cái con robot đi cả. Cái con này nó sẽ tìm cái tuyến đường an toàn nhất. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Cái nhiệm vụ đầu tiên của mình. Nó sẽ tính toán cái tuyến đường đi tốt nhất cho mình và nó dẫn mình đi hả? Đây nó sẽ hướng dẫn cái đường đi cho mình. Mà qua đó làm cái gì? Đi về. Là cái con robot đi luôn này. Đi về giùm ơn cái. Đây 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 đây. Bonnie dẫn đường đi. Dẫn đường cho chị mày về nhà. Đừng có quậy qua đây nữa. Nhìn bệnh cơ. Nó bay được bao lâu vậy? Lâu hơn thời gian chúng ta có thể đi. Nghe như là hoàn hảo vậy đó. Tốt hơn con người nhiều. Đùa thôi. Nó không phải là vấn đề đâu. Điên nào. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Robot sẽ trỗi dậy và cướp mất công việc của con người. Đây hả? Dựng cái hành tinh nhìn gớm thiệt. Có vấn đề vậy? À, leo qua. Tuyến đường đi thì nó rất là nguy hiểm trên van đó. Ôi, thấy ghê quá. Nó bị lỗi thời thôi, nên có một số cái lỗi trục trặc. Exponentially. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Hàng ngàn năm sẽ thay đổi cái góc nhìn đó thôi. Have you started to fear for your position? Bắt đầu sợ rồi đó. Một ngày nào đó. Everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. Cái ranh giới giữa con người và robot sẽ bị xóa nhòa. Đó. Robot sẽ tạo ra robot. If we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power. Khả năng xử lý của nó sẽ tuyệt vời trong bộ não con người nữa. Nó sẽ tạo ra những một người không thể tạo ra robot thông minh hơn con người, nhưng robot có thể. Kể tới cái bụi đen này kìa. These bushes are kind of weird. You better stay away, doctor. I'd like a brief description. Just nên giữ cái khoảng cách hả? Đừng đi lại gần hả? Use a language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary brush-like formations. They grow out of cracks in the bare rock. Nó trỗi dậy từ những cái vách đá này. They're high, more or less. Cao dài nhưng mà mỏng. Several meters. Từ cái thiên thạch đưa xuống hay sao? Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid. Ông nội Gorski đi đâu rồi trời? And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly.
possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Nhìn mấy cây này nè. Đi theo cái đường hầm á. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Từ cái đụng vô cái cây gì rồi. À đây, cái lúc này mình hạ xuống có mình à. Tại sao? Tại sao mình đã đi xuống đây thôi? Có khi là lúc cái phi hành đoàn mất tích hết vậy đó. Chỉ còn lại một mình ông đó giữ cái trạm không gian dành thôi. Mình sẽ xuống đây luôn. Ba chục giây trước khi về trạm. Tính đầu vụ mình đáp xuống như thế này có ăn ý gì? Năm ngàn mét 10% nữa. Ủa, hạ cánh an toàn mà. Sao cái đầu video mình mà làm một bãi như đường. Không có bị gì đâu. All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Balo. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Sao ra ngoài? I'm going outside. 100%. The dust has already settled. Đây là cái con tàu hạ cánh thứ hai nè. Sao cái này không hạ xuống? Có gì đó sai sai. Cái cầu thang chỉ hạ xuống một nửa thôi. Cái quy trình hạ cánh của họ có vấn đề. Lý do đó là không thể liên hệ với phi hành đoàn được. Cái burner, cái panel bị lửa cháy đen ở trên này. Chúng ta chỉ có thể mà rời thoát khỏi với một cái con tàu duy nhất còn lại thôi. Họ không thể quay trở lại nếu như dù cho họ có muốn gì nữa. Cái bảng bị cháy bành như này. Nhưng mà tại sao cái này nó bị hỏng? But then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Chúng ta không nên ở đây đúng rồi đó. Nghĩ xuống cái hành tinh tan nát đó nha. Đây là cái điểm hạ cánh đầu tiên nè. Equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. Tôi nghi ngờ cái điều đó. Come from Astrogator. HQ can send us as many directives as they please, justified or not. I won't let that happen. We have the Imprimis Homini law to refer to. The Commonwealth cannot achieve its goals at the expense of the people, at the expense of my crew. But isn't that exactly what's happening? The situation is bad, Astrogator. Though it wasn't much better at the beginning of the mission. Whoever sent us here didn't care about our safety at all. Enough! Please don't put me in an even more difficult position. Rejecting a new mission and questioning the validity. Cái nhiệm vụ không thể từ chối được đâu. Không thể trách được ông này. One step away from disciplinary action, Doctor. Copy that. Over and out. Dù sao ông đâu có muốn. Wow. Damn. You are right, Cobble. It's beautiful here. Đẹp thiệt chứ.
Cái chỗ này là cái chỗ ông mà cô bác gì bắt cá hồi nãy đó, bắt được cá trong cái bình xong rồi tâm thần luôn á. Bây giờ mình làm cái gì? Đi theo cái tuyến đường này về cái cắm trại rồi ok. Nếu sao tự nhiên lách bách về cái chỗ này chứ vậy đó. À có khi mình đi giữa đường mình gặp tai nạn á. Và bị mất trí nhớ trong 2 tiếng sau đó. Cái này là cái đoạn mở đầu trước khi mình vô game nè. Đúng đường không? Cái gì đây? Ông này sợ gác hay gì? Trong quanh hút thuốc ở đây. Thiệt luôn. Lemmy nữa chứ. Nó ảnh hưởng đến bầu khí quyển, đó không phải vấn đề thôi. Cái hệ sinh thái ở đây là ảnh hưởng đó. Mua mà ổng dám bỏ cái mũ ra để hút thuốc, nó điên thiệt á. Đồng ý ông này. Apart from keeping our crew safe, I also have academic concerns. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. Mình cần tập trung những cái nhiệm vụ. Forgive me, đó là ưu tiên hàng đầu. Is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or in a completely different galaxy. Now, I've heard a thing or two about galactocentrism. Do not meddle in other non-human matters. Seize the void, but do not attack that which has developed its own equilibrium over millions of years. Do not consider anything other than human as either. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This way, đúng đường rồi. Camp within an hour. So, mình mới hỏi đường ổng, ổng xác định là đúng đường. Like me. Not at all. You are actively involved in space exploration. This route may be faster, but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. Trái. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. Sao lại đi đấy mấy cái cây này nó? Rồi. Is spontaneous growth possible? Tự nhiên đau dưới chỗ này. Suddenly. Đừng có làm mất tự chủ bản thân. That's not it. I feel darkness. Ủa? Có bị gì đâu? Leo lên hả? Trời ơi, đừng có chọt xuống cái cây giùm cái ngứa hả? Tiến sĩ Jana này. Đây là cái loạn đát bách này thôi, chưa có về ngay cái khúc đầu của mình đó. Tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm cái thanh niên kia. Đúng đường không đó? Đúng rồi. Không nổi Godkey đi đâu giờ gì. Tìm trẻ lạc à. Hiện cái gì đó vậy? Rồi Novit kết nối lại được với mình này. What's going on, sir? Astrogator. Mất nó rồi. À không. I
thử kết nối với tín hiệu bên đấy nhưng mà không được đâu. No, please. Koval? Dr. Krauter. How? There was nothing wrong with him. Anh ấy bị sốc. I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I can't believe it. It was that damn robot. He must have dropped the doctor. What? Killed him. No, Yasna, I, as commander, misjudged the situation. Everything indicates that the doctor had an accident after he left the camp on his own. I should have known he was endangering himself. Mình tìm thấy cái khối kiến trúc khổng lồ nè. Đây, 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 giờ mới tương tác được không dây. Xác nhận là cô biết đã từng ở đây thôi. Sợi dây này anh ấy đã từng sử dụng rồi. Trời ơi, đi mà phi hành giả mà như dẫn đi dân đeo núi vậy đó. Cái này khi mình kéo ra thì nó sẽ xả dây xuống. Tell me one thing, sir. What did you do with Crouch's body? I placed him in a cryo chamber. Are you going to use a grave tapper? Yes. I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Ấy, ấy, ấy. Phải. Đau đớn lắm, đợi tí. How about the end of the rope? Mình đang bị treo lơ lửng ở trên cái sợi dây. Thôi rồi. What do you mean? Tôi bị kẹt đây. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope. Tôi bị treo lơ lửng bởi cái trọng lượng trên sợi dây thôi. Xung quanh là không có tường luôn. Xa mặt đất rất là nhiều. Sao sợi dây bị kẹt vậy? Không thể lên được. Tôi nặng lắm. Not a chance. Hồi nãy bế được ông kia mà không có leo lên được nổi nha. Nhảy à? Điên à? Bây giờ không nhảy thì làm cái gì? Leo xuống được không? Không có nghĩ là nhảy được đâu. I think it is. You think? You shouldn't base your safety on assumptions. Có lựa chọn nào khác không? Thôi, hy sinh thôi. Back and rib injuries, possible though less likely damage to organs within the chest, swelling around the joints, and subcutaneous hematomas. That's for sure. But my professional opinion is. Nó đi tìm làm cái gì? Can't say you've reassured me, but I applaud your composure, Doctor. I'm thinking. If Gorski went down this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that, Kasna. He could keep going even with injuries. Liều. Okay, this is a waste of time. Không có tốn thời gian nữa, liều. Nhảy xuống thôi. Here we go. Though, maybe you have some other idea. Có ý tưởng nào? There is a certain possibility, or rather, uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Đang nghe nè, đang nghe nè. Đây có thấy con robot này nè. Yes. Đừng nói bám vô nó nha. It's flying near me. If I instructed it to fly, sẽ điều khiển nó bay lại rồi càng gần mình càng tốt. Mình sẽ bám vào nó. You sure it will hold me? Có chắc là mình giữ nó giữ được mình không? Không có gì đảm bảo cả. Rồi thử thôi. Còn đỡ hơn là mình nhảy xuống người chỗ này bị điên à. Mình cần có hướng dẫn không? 3 mét về phía trước. Tới chưa, tới chưa? Thôi rồi, dừng 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 dừng. 2 mét thôi. Rồi ok. Rồi, đỡ. You could say so. I fell from a lower height. Hên là chạm xuống được cái vùng đất mềm thôi. Với trọng lực ở trên này nó khá là thấp.
trái phải. Bên nào cũng như nhau à, điên trên. Điên trên là giống dưới. Ở dưới rồi đừng cục. Cái gì? Cái ông có gì không có đi đường này không ta? Cái nơi này đúng là ổ lòi luôn. It's all made up of these structures, except they don't look like creations of nature anymore. Đây cái lá cờ đấy. Maybe that's why Dr. Gorski đọc cái tín hiệu. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. Cái kiến trúc này nó trông giống như một cái thành phố trong mấy cái tiểu thuyết diễn tưởng vậy. No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. Nhìn nó ảo mà, dữ thiệt nè. Left or right? Trái hay phải? Ở đây có một cái lá cờ. Gottsky đã cấm lá cờ. Ông Gottsky cấm lá cờ đó rồi. You'd have to see it with your own eyes, sir. Cái này có bộ phát tín hiệu. What signal? From Dr. Gorski. No, no. Why are you asking? He tried to open. À, nãy nó mở nó và cắm thiết bị nó lên để chuyển cái tín hiệu đi. There's nothing on the comms. Nhưng mà ở trên thì không có nhận được tín hiệu nào cả. Đang kiểm tra lại cái lịch sử rồi, coi có nhận được không. Đợi lúc. Cho nó con queo nè. Gách nát ở giờ này có khi là nó hư rồi mới không nhận được đó. Không nổi Gottsky đi ở đây làm cái gì vậy? Không biết điên à. Nhưng mà chỗ này nó đẹp thiệt. Phía dưới có đường nào? Ông kia nói ông kiểm tra rồi, ông lặn luôn rồi. Đi được không? Được, 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 được. Alright. I'll try to walk this kind of bridge. Có con Gobo này còn đỡ sợ á. Còn hơn 2 giờ nữa. Cái là oxy của ông Gates còn lại thôi. Nó tốt nhất. Nó có tệ không? Mấy ông nổi Gottsky này tự nhiên mò mò vô đây. Anh ấy có thể thở cái bầu khí quyển này. Có, hút thuốc được mà thở không được chị. Nếu tôi nhớ chính xác thì có thể thở ở cái bầu khí quyển này vài tiếng đồng hồ. Đó. Cơ bản là đúng. Nhưng mà cảnh báo và ảnh hưởng của nó. Chính xác là vài giờ thôi. Cái ghê vậy. Ông nào thi công mấy cái đường này đây. Cái đường này thế nào, nó như một khối kiến trúc ở bất kỳ chỗ nào ấy. Lên. À, giờ mà bị thương hay là bị kẹt cái là đi luôn á. Cứ phi hành đoàn 6 người thì còn có mình bình tĩnh à. Nữa à? Ủa gì cái chỗ màu đỏ đó là bị lỗi hay vậy? Take a guess, sir. Thôi, qua đường thôi. I'm gonna sound like a broken record. But the oceanic forms here are similar to those on Earth. So there should be similarities on land as well. Similarities? Life, Astrogator. I still think there should be life on the surface of Regis 3. Mình vẫn nghĩ là mình nhân loại có thể sống được ở cái bầu khí quyển này.
Đừng nói đi qua bển à. Không được rồi, phải đi ở chỗ trắng rồi. Gửi gò ghê nè. Rồi, đi lên được rồi. Vậy là đi ở chỗ đèn chứ không chỗ trắng. From Gorski. It's hard to tell. There are errors in the transmission header. I'm going to play it, so we'll find out. Gorski to base. Trái phải. Ở chỗ này đâu có đi được đâu. Đây là Gorski ở căn cứ. Không thể nghi ngờ đó chính là anh ấy. Tiếp tục nghe cái bài báo cáo này thôi. Đây. Gorski đang báo cáo về cái phát hiện của ổng. Lúc mà ổng phát hiện ra coi gặp. Không có trượt. À có trượt. Anh em nhìn thấy hai cái bàn tay không? Đoán là ông đó bị trượt đây rồi. Mới chống hai cái tay xuống kìa nè. Nó dưới lõm lớp đất nè. No. Luckily nothing. Không thấy ổng ở đây. Maybe let's go back to the recording. Mostly iron, but not only molybdenum. Rất là nhiều sắt nhưng chỉ là sắt thôi. Carbon gì. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago. Nó có từ cái mà nhiều thế kỷ trước rồi. Nó chỉ là một cái cổ máy. Chính xác là một cái cổ máy rồi. Giống như là cái mà bộ não điều khiển điện vậy. Tưởng tượng nó đến là Gian. Gian. Bọn họ đã khám phá những cái gì sao xuyên qua giấy ngân hàng. Nhắc đến một cái con tàu vũ trụ được tìm thấy thôi. Đang kể về cái mà tiểu thuyết thư cấu diễn tưởng nữa. Nó nhắc khi gợi nhớ về cái đó khi nhìn thấy cái kiến trúc này. So far it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Đóng rồi gớt, đóng độ đây nè. Đó là con thực sự là cái công nghệ ngoài hành tinh thôi. Giống như là Ligan vậy. Ligan là những cái chủng tộc ngoài hành tinh vậy. Những cái cư dân Ligan đó. Nhưng Ligan chỉ là một cái truyền thuyết đô thị thôi. Cái thần đội mà được tiêu dệt ra thôi. Đó, không tin. Sounds too fantastic. Almost like a fairy tale. Đó là câu chuyện cổ tích mà thôi. Bây giờ cái đống vật dụng nè. Rất là nhiều cái đồ ở đây. Gorski có thể là mất trí nhớ. Có thể là cái bộ xuôi đó bị hư hại. Chắc không đâu. Này đống vật dụng thôi. Có khi là dục ra bớt cho nó nhẹ đi á. Actions devoid of logic. Camp. You reported Marit's abandoned things. A backpack and a journal, yes. No one of không có thằng điên nào mà tự nhiên đi nhảy đứng chừng cái chỗ này ra nó đúng là mất trí rồi coi. And yet Gorski. Tại sao mình xuống dưới? Đường này nó vô chắc đi đường đây thôi. Đường này đi lên hả? Ủa mình đi đâu vậy? À đây xuống nè.
nó đi theo đúng một cái vòng tròn chữ O luôn, hình sáng ốc á. Con này đi trước đi mày. Mày đi đường nào nữa? À, cái tín hiệu đằng đẵng à. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Hey, điên nào vậy bạn? Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Con của bố bay bản này. Làm gì con đừng đi đâu. Đây. Nó nhìn thấy vị trí của anh ấy. Không có sai đâu. Thôi giờ nó mới cho chui qua lũ đạn đó. Nói gì đi chứ. Gorski, you must be here somewhere. Say something. Nó tự nhiên ông Gorski một là hẹo luôn. Negative. Còn hai là bị tâm thần như hai em nội kia. À, đường đây. Đấy, có ký nào. Còn tỉnh không đó. Nó mở cái mũ ra luôn rồi kìa. À, còn thở, còn thở, còn ấm. Coi chỉ số tín hiệu nó. Anh ấy thì nhắm mắt rồi, vẫn còn thở, vẫn sống thôi. Nhưng mà mấy cái bình oxy, chỉ số bình oxy rồi thôi. Anh ấy bất tỉnh. Anh ấy bị ngộ độc, bị kẹt. Nói chung là bất tỉnh đi. Kẹt thì kéo lên. Bình tĩnh, đưa anh ấy ra khỏi đó thôi. Ông nội này chu vô tới tận đây bị điên. Mẹ cái nhiệm vụ thám hiểm 13 ngày. Là ông đi từ cái đường hẻm này ra nè, mới bị đọt đây nè. Đưa ra được rồi. Kéo cái mặt nạ xuống cho ổng. Tôi đã kích hoạt cái chế độ ở đâu hết này rồi. Không có gì tại sao? Rồi cái bộ chuyển tín hiệu từ cái mà bộ đồ này bị lỗi rồi. Bắt đầu phải đáp xuống như một cái mê cung như thế này rất là phức tạp đó. Tìm cái khu vực mà đang mở ở gần đây. Rồi hướng dẫn rồi ổng đáp con tàu xuống. Anh ấy cần cái oxy. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. Nó không được thiết kế để mà dùng cái bình oxy, không được thiết kế để dùng cùng lúc cho hai cái bộ áo này. Mình đưa cho ổng luôn đi. I'll give him my tank. Negative. Ý tưởng tồi tệ đó, tôi không khuyến khích đâu. Nếu cô nhắc thì tiến sĩ không thể mang được cô đâu. Đúng rồi. À, nghi ông này tâm thần quá. Không có tỉnh lại thì cũng méo làm được cái gì đâu. Đưa không? Chúng ta có nên đưa không? Tôi vẫn nghĩ là không nên đưa đâu. Nhưng mà chơi game mà nên đưa đi. Chơi game mình nên lựa chọn cái hành vi nhân đạo tí. Don't be angry, sir. But what? Sếp đừng có giận. Tôi đã đưa anh lấy cái bình oxy rồi. After careful consideration,
I gave Gorski my tank. We still don't know when he'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Shit. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Không phải kết thúc cái nhiệm vụ khi mà cả hai đều bất tỉnh đâu. Đưa á. Tại vì bây giờ có con Gobo thứ nhất ở đây nè. Con Gobo hết ra nó cũng mang được cái bình oxy cho mình nếu cần thiết, thì nó đi lại cái đầu hạ cánh rồi chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là cái hành tinh này có là 4 người trên đây với mình nữa là 5. Trong đó một người đã chết, hai người tâm thần, có mỗi ông này bất tỉnh thôi. Nên tôi không có nghĩ ông này là ông bị thần kinh. Đen lắm ông mới bị thần kinh thôi. Tại vì ông bất tỉnh trước khi mà ông bị thần kinh mà. Nên đưa cái bình oxy cho ổng thì vẫn có thể gũi goa. Gũi goa thì đương nhiên là mình đánh này. Còn cái thứ hai nữa là có khi ổng tỉnh về ổng cứu mình. Nên một trong hai cái đó thôi. Nên tốt nhất là đưa ổng bình oxy đi, để cả hai có thể cùng trốn thoát. Còn bây giờ thì mình đi lắp cái bộ phát tín hiệu. Nó giống cây dù hồi nãy á. Cho giống cái bình thủy vậy nè. Ô. À, giống cái dù. Đưa ra kéo lên. Cái lớp giấy bạc này nó sẽ phản hồi cái tín hiệu thành cái chùm. Nó tụ lại vô đây để nè. Đấy vậy. Xong hồi nãy nói cái hành tinh này 10.000 năm không có quan trọng địa chất. No. Rồi, rồi. Lũ đạn đó. Chụp. Ừ. I'm lying. I'm lying. Chuyện thôi rồi. Mình gớt vào cái chỗ nào dưới đất nè. Lào cái mũ bảo hiểm này, nó tới thui rồi. Ừ đúng rồi đó, lào cho nó sạch sẽ. I'm underground. It's hard to determine my exact location. Không biết chính xác đang chỗ nào luôn. Rồi cái ông kia nằm chảnh cho bình oxy mình luôn rồi. Base come in. Đang gửi tín hiệu đó luôn hết. Rồi mất luôn tín hiệu luôn rồi. Người chết cô độc ở đây luôn rồi. Bình tĩnh thôi. Just keep it together. Bây giờ đến lượt là người ta giải cứu mình hoặc là tự mình cứu mình thôi. Giờ phải đi lên trên cái mặt đất. Hai tiếng rồi, chắc hôm nay dừng ở đây thôi. Game cũng cuốn phết đó chắc. Mọi thông tin còn đều rất là mù mờ luôn, chưa biết cái gì luôn. Thì cái con mà đi go của mình thôi ta. Con Bonnie đâu rồi? Bonnie ơi. Rồi chắc tiếp tục đi thôi. Rồi hôm nay chắc dừng ở đây thôi anh em. Game này cuốn phết đó chứ. Cốt truyện nó vẫn rất là hát não. Bối cảnh hành tinh thì tạo nãy giờ cũng được. Cơ bản chưa thấy cái hành tinh này, nó chỉ có đất đá cây cỏ. Cây thì một vài, có một cái loại cây duy nhất thôi, còn lại là cát với đá thôi. Thì lần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình này để coi cái mà kết nó sao. Nên cái hành tinh này ai cũng hẻo cho này. Rồi ok, bye bye anh em. Không có xếp game nữa. Ở đây chắc là chết phone này đó. Chúng ta đã chơi được 2 tiếng rồi nha. Game khá là cuốn luôn. Mới được có 4 cái thành tựu à, 13% à. Vậy không lẽ mới đi được có là 13% chặng đường trời. Còn 25 cái thành tựu nữa mà toàn bộ lẫn hết. Con game này tôi không nghĩ là thời gian chơi nó lâu vậy đâu. Mười mấy tiếng thì nó nặng lắm. Tôi nghĩ là khoảng 5 đến 7 tiếng thôi.
Rồi, ok, bye bye anh em. Sau này thì chúng ta tiếp tục chơi tiếp.